Năm 2022 là năm triển khai đồng bộ chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 và 12 chương trình đề án thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác dân số 6 tháng đầu năm 2022 còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Đây là những vấn đề được đưa ra thảo luận tại hội thảo chuyên đề công tác dân số năm 2022 do Tổng cục Dân số Kế hoạch Gia đình tổ chức vào ngày 19 tháng 8 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch Gia đình Nguyễn Doãn Tú đề nghị các đại biểu cùng thảo luận, thẳng thắn trao đổi những khó khăn vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm cách làm hay, hiệu quả để từ đó tìm ra các giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Hội thảo đã lắng nghe báo cáo tình hình công tác dân số Kế hoạch Gia đình 6 tháng đầu năm, tình hình thực hiện triển khai xây dựng các đề án, văn bản pháp luật theo nghị quyết số 137 năm 2017. Báo cáo cũng đã nêu các nhiệm vụ trọng tâm của ngành dân số trong 6 tháng cuối năm 2022 bao gồm: đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường các hoạt động can thiệp nhằm duy trì mức sinh thay thế và cung cấp dịch vụ kế hoạch gia đình đến mọi người dân, triển khai quyết liệt các hoạt động can thiệp kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tích cực mở rộng mạng lưới tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, phát triển các loại hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tổ chức có hiệu quả hoạt động truyền thông dân số, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân số, hoàn thành đổi sổ A0, triển khai thông tư số 01 năm 2022 của Bộ Y tế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, thực hiện tốt các chính sách khuyến khích thi đua khen thưởng. Cũng tại hội thảo, các đại biểu đại diện Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình các tỉnh, thành phố đã có các bài tham luận báo cáo tình hình thực hiện công tác dân số ở địa phương. Trong phiên làm việc buổi chiều, hội thảo đã tiến hành thảo luận và giải đáp ý kiến của các địa phương và đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, hướng đến hoàn thành tốt các mục tiêu được giao đến cuối năm 2022 và định hướng công tác cho năm 2023.